Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Ở video này, Hùng Hiền Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ karaoke gia đình ở phân khúc bình dân. Vâng, mức giá thì ở phân khúc bình dân nhưng hàng thì lại là hàng cao cấp các bác nhé. Một cặp loa BMB 850C, một cặp loa lời BIK hàng của Nhật, một cục đẩy, một chiếc vang cơ, một bộ mic không dây. Chọn bộ sản phẩm như thế này, vâng, trước ông kính máy quay đây ạ, chọn bộ sản phẩm là 19.500.000 đồng. Vâng, bình thường thì là 20 triệu, nhưng khi các bác mua combo như thế này thì Hùng Hiền Đông Anh sẽ tính là 19.500.000 đồng. Chọn bộ 5 sản phẩm, một cặp loa bát 25, một cặp loa bát 16. Vâng, đây là cặp BK để dùng để trợ lời đi nhé các bác nhé. Cặp loa này của Nhật trợ lời thì hay tuyệt vời luôn ạ. BMB 850C, một bát 25, hai loa chung và hai loa tép các bác nha. Tiếng rất là hay, rất là ngọt ngào. Và ở đây Hùng Hiền Đông Anh đang dùng cục đẩy 850W một kênh, một chiếc vang cơ chống hú của hãng Nick, hàng chính hãng công ty, không làm hàng nhái, không làm hàng giả các bác nha. Một bộ mic không dây. Chọn bộ như thế này là 19.500.000 đồng. Với thiết kế như thế này thì các bác có thể hát karaoke một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bất cứ ai, dù là biết hát hay là không biết hát thì sử dụng bộ karaoke này cũng rất là dễ chịu. Còn nếu như nhà các bác rộng rãi mà các bác lại thích nghe nhạc sàn, nhạc gimmick thì các bác có thể dùng thêm một cục loa súp nào đấy. Không cần phải là súp đắt tiền. Giả sử như cục súp GD như chiếc ống kính máy quay đây. Hoặc là các bác có thể dùng súp B3, súp JBL. Hàng bình dân thôi, từ 4 đến 5 triệu là các bác đã có thể có một bộ karaoke đỉnh cao rồi ạ. Vâng, chọn bộ sản phẩm như thế này là 19.500.000 các bác nhé. Nếu như các bác đang quan tâm, đang tìm kiếm một bộ karaoke gia đình ở phân khúc trên dưới 20 triệu thì hãy liên hệ với Hùng Hiền Đông Anh qua số điện thoại 0984 285 477. Hoặc các bác có thể comment ở phần bình luận ở dưới bài viết này ạ. Các bác có thể comment, Hùng Hiền Đông Anh sẽ trả lời các bác trực tiếp và không phải inbox, mất công, mất thời gian của cả hai bên. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Hiền Đông Anh qua số điện thoại 0984 285 477. Hoặc các bác có thể đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm Hùng Hiền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Tại đây Hùng Hiền Đông Anh có rất nhiều sản phẩm để các bác có thể chiêm ngưỡng cũng như nghe, ngắm hoặc có thể test thử để chọn cho một bộ nào đấy phù hợp với không gian cũng như sở thích của từng gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của Hùng Hiền Đông Anh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và khi xem xong video clip thì các bác cũng đừng quên nhấn nút like và ấn nút đăng ký kênh để luôn luôn xem được những sản phẩm mới nhất mà Hùng Hiền Đông Anh đăng lên. Vâng, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.